Bà ông cứ chọc. Bà ông chỉ mẹ xong thì bị chùn đầm nắng đỏ phía kỳ nâng xa thiên đại chùn chếp thà cái chùm ca xạm là ca đập sắc khai cam sợ xây PTTW cùng buồn rồi chất sợ mùi thằng ngày đi dường mình ai thử to từ một tiệt bàn tí đời một là hết miền bành hà và bọn internet đại miền ảnh tiệp bộ phạc bộ đại xa ca phạc đô nơi bằng cụ lương nằm bọn nút đại nằm ở miền ca phạc bộ đó và bọn bàn đài và chạy cái tí khang internet hay đại xa ông nhầm đẹp mình toàn bàn thư ca tâm rộp tâm ruôn chỉ mùi nâng khang ông gặp hiệp quảng phía xã xây nâng nệ chùm nín có đồ chìa chỉ mùi nâng xã xây rồi cho nên ông chỉ đem một tuần mà ai cầm nót cao và chạy chạy lẽ chỉ vua cao sát đạp tạc cây cam và to sát đạp tạc cây cam thạ tay rụng nịp bàn tí hay rồi cho nên ông chỉ đem nâng chỉ điệp chút nâng bì bánh hà nít chút đó phía ký thì bị được khẳng mốc ta mà dạ email là bỏ một tay cho bạp ở chỗ bà hà lê ní đại trà hẹt phòl mình ai đâm nào ca từ một bàn đời bà quần sau tu được chứ ông nhầm đẹp bà ca bà ạ cái đâm nào ca xạm nào ca tạo ra không đi tâm đi hay xạm nào ca lưu tâm tổ thư nữ ngày chắn tì đọc bì khai thân ú được chứ nam bì quần đọc bà mùi hay xạm nào ca được ngày chắn ông nhầm đẹp thư xạm nào ca đập xạc khai cam xạ xây bì tì xì bà dù mùi quần chất sắp ពាក់ព័ន្ធមួយនឹងអង្គហេតុលក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធតាមប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ហើយសំណាក់ការនៅថ្ងៃនេះគឺផ្អាកត្រឹមនេះហើយលើកតែបន្តធ្វើនៅថ្ងៃ12ធ្នូហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីបង្កអនុរិយមន្ត្រីគុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទៅពីរូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះហើយនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួន គាត់នឹងពិរូបត្រឡប់ចូលរួមសម្មនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ធ្នូឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ